Sách Thi Thiên, chương 75. Đức Chúa Trời hạ kẻ kiêu ngạo xuống, nhưng nhấc người công bình lên. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài. Đến thời điểm ta đã định, chính ta sẽ phán xét công minh. Khi đất và mọi người trên đất rúng động, chính ta sẽ giữ vững các trụ nó. Tôi nói với kẻ kiêu ngạo rằng, chớ kiêu ngạo, và nói với kẻ ác rằng, đừng ngước sừng lên. Đừng ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói lời sức sược. Vì chẳng ai từ phương Đông, phương Tây, hay là từ phương Nam có thể tôn cao người nào. Nhưng chính Đức Chúa Trời thì hành sự phán xét. Ngài hạ kẻ này xuống, nhấc người kia lên. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén đầy rượu pha, sủi bọt, Ngài rót nó ra. Tất cả kẻ ác ở thế gian đều phải uống cạn rượu ấy cho tới cạn. Nhưng chính tôi sẽ rao truyền các điều đó mãi mãi, cũng sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ta sẽ chặt tất cả các sừng kẻ ác, nhưng các sừng của người công chính sẽ được ngước lên. Sách Hebrew, chương 9. Sự thờ phượng dưới đất và sự thờ phượng trên trời. Vậy, giao ước thứ nhất cũng có những quy định về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. Vì một đền tạm đã được dựng lên, thì trong phần thứ nhất gọi là nơi thánh có chân đèn, bàn và bánh cùng hiến. Phía sau bức màn thứ hai có một lều gọi là nơi chí thánh, gồm có bàn thờ dâng hương bằng vàng và hòm giao ước bọc toàn bằng vàng. Trong hòm có một chiếc bình bằng vàng đựng mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và các bản giao ước. Phía trên hòm giao ước có các cherubim vinh quang che phủ nắp thi ân, nhưng bây giờ không thể kể chi tiết các vật đó. Các vật ấy đã được sắp đặt như vậy, và hàng ngày các thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm để cử hành các nghi lễ thờ phượng. Nhưng trong phần thứ hai thì chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào đó mỗi năm một lần, và phải đem theo máu để dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng. Đức Thánh Linh dùng điều này để chỉ ra rằng, một khi đền tạm thứ nhất vẫn còn, thì đường vào nơi chí thánh chưa được mở. Điều này biểu tượng cho thời hiện tại. Theo đó, các lễ vật và sinh tế được dâng không có khả năng làm cho lương tâm của người thờ phượng toàn hảo được, mà chỉ liên quan đến đồ ăn, thức uống và các lễ thanh tẩy khác nhau, là các luật lệ buộc xác thịt phải tuân thủ cho đến thời kỳ cải cách. Nhưng khi Đấng Christ đã đến như một thầy tế lễ thượng phẩm của những điều tốt đẹp sau này, thì qua đền tạm lớn hơn và toàn hảo hơn, không do tay người làm nên, nghĩa là không thuộc về những vật của đời này, Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng tro của bò cái tơ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế còn thánh hóa được họ để được thanh sạch về phần xác thịt, thì huống chi huyết của Đấng Christ. Sách Habakkuk, chương 1. Đây là sứ điệp mà nhà tiên tri Habakkuk nhận được qua khải tượng. Thắc mắc của Habakkuk về sự bất công. Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cứu mà Ngài không lắng nghe. Con kêu vang với Ngài vì sự bạo ngược mà Ngài không giải cứu cho đến chừng nào. Sao Chúa khiến con thấy sự bất công? Sao Ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái? Trước mặt con là cảnh tàn phá và bạo ngược, sự tranh chấp và cãi vã xảy ra khắp nơi. Vì thế, luật pháp không còn hiệu lực, công lý chẳng bao giờ được thực thi.
kẻ hung ác bao vây người công chính, nên công lý bị sai lệch. Đức Giê-hô-va trả lời cho Ha-ba-cúc: Hãy nhìn vào các nước và để ý xem. Hãy kinh ngạc và sững sờ, vì ta sắp làm một việc trong thời các con. Dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin. Này, ta khiến người canh đê nổi lên. Chúng là một dân dữ tợn hung hăng, tiến quân vào những miền đất rộng mênh mông để chiếm những chỗ ở không thuộc về mình. Chúng thật đáng khiếp sợ và đáng kinh hãi. Chúng tự đặt luật lệ cho mình và tự tôn tự đại. Ngựa chiến của chúng nhanh nhẹn hơn loài báo và hung tợn hơn muôn sói ban đêm. Kỵ binh chúng phi nước đại đến từ phương xa. Chúng phóng nhanh như đại bàng lao xuống bắt mồi. Tất cả bọn chúng kéo đến cách hung bạo. Chúng tiến nhanh như vũ bão và dồn tù binh lại như cát. Chúng khinh miệt các vua và chế nhạo các thủ lĩnh. Chúng chê cười mọi thành trì kiên cố và đắp lũy bao vây rồi chiếm lấy thành. Bấy giờ, chúng ào tới và đùa đi như cuồng phong. Chúng phạm tội trọng vì xem sức mạnh mình là thần thánh. Ha-ba-cúc lại thắc mắc: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng thánh của con, chẳng phải Ngài có từ đời đời vô cùng sao? Vậy chúng con sẽ không chết. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã chỉ định dân ấy thực thi sự phán xét. Lạy Chúa là vần đá, Ngài đã lập chúng để trừng phạt. Mắt Chúa quá thánh sạch, chẳng thể nhìn điều ác, không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng khi kẻ ác nuốt người công bình hơn nó? Ngài khiến loài người như loài cá biển và như loài côn trùng không người cai quản. Kẻ thù thả câu bắt lấy tất cả, chúng quăng chài kéo họ lên và gom hết vào trong lưới của mình. Thế là chúng vui mừng thích thú. Do đó, chúng dâng sinh tế cho chài và đốt hương cho lưới, vì nhờ chài lưới mà chúng được phần ăn béo bở và có lương thực dồi dào. Lẽ nào chúng cứ rũ sạch chài mình để không ngừng giết chóc các dân chẳng chút xót thương? Chương 2. Tôi sẽ đứng đợi nơi vọng canh, chôn chân nơi thành lũy, chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì, và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi. Đức Giê-hô-va lại trả lời cho Ha-ba-cúc. Đức Giê-hô-va trả lời và bảo tôi: Hãy chép lấy khải tượng và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng, để người đang chạy có thể đọc được, vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm. Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn. Hãy xem kẻ kiêu căng, không có tâm hồn ngay thẳng, nhưng bởi người công bình sẽ sống bởi đức tin mình. Thật, hắn bị rượu lừa dối, hắn kiêu ngạo và không hề yên nghỉ. Lòng ham muốn của hắn mở rộng như âm phủ, như sự chết, hắn không bao giờ no chán. Hắn tập trung mọi nước và quy tụ muôn dân về cho mình. Tai ương cho kẻ ác. Thế nhưng, chẳng phải tất cả các dân tộc ấy ví von châm biếm và dùng câu đố bí ẩn mà chế nhạo hắn sao? Họ nói: Khốn cho kẻ gom góp của cải chẳng thuộc về mình. Hắn cứ thu gom góp cho mình của cải cầm cố cho đến chừng nào? Chẳng phải các con nợ của ngươi sẽ thình lình nổi lên, họ sẽ trỗi dậy và khiến ngươi run rẩy sao? Ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho họ, vì ngươi đã cướp bóc nhiều nước, nên tất cả những kẻ sống sót của các dân sẽ cướp bóc ngươi. Vì ngươi đã làm đổ máu người, và sự bạo ngược ngươi đã làm cho đất, cho thành phố và cho tất cả dân cư trong đó. Khốn cho kẻ thu lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trên nơi cao, mong thoát khỏi bàn tay kẻ ác.
kế hoạch tiêu diệt nhiều dân tộc của ngươi chỉ đem lại sỉ nhục cho nhà của ngươi và làm hại chính mình. Vì đá trong tường sẽ kêu lên và đòn tay trên mái nhà sẽ đáp lại. Khốn cho kẻ lấy máu xây thành và lấy sự gian ác dựng phố. Kìa, chẳng phải là do Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cực nhọc để làm mồi cho lửa và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển. Khốn cho kẻ chuốc rượu cho người lân cận mình, dốc đổ chén độc hại cho đến khi họ say khướt, để ngắm nhìn sự lõa lồ của họ. Ngươi sẽ no đầy sự sỉ nhục thay vì vinh quang. Chính ngươi hãy uống đi và để lộ sự chưa chịu cắt bì. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay phải sẽ đến phiên trao cho ngươi, và sự sỉ nhục sẽ thay thế vinh quang ngươi. Vì sự bạo ngược ngươi làm cho Liban sẽ phủ lấp ngươi, và việc ngươi tàn hại các loài thú làm cho ngươi kinh hãi. Vì ngươi đã làm đổ máu người, và vì sự bạo ngược ngươi đã làm cho đất, cho thành phố và cho tất cả dân cư trong đó. Tượng chạm mà thợ đá đã chạm trổ ra có ích gì chăng? Tượng đúc là thầy giả dối, sao người thợ làm tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? Khốn cho kẻ nói với gỗ rằng, hãy thức dậy, và nói với đá câm rằng, hãy trổ dậy, nó có dạy dỗ được chăng? Này, nó được bọc vàng và bạc, nhưng chẳng có một chút hơi thở trong đó. Nhưng Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài. Trước mặt Ngài, mọi người trên đất hãy lặng thinh. Chương 3. Lời cầu nguyện của Habacuc. Lời cầu nguyện của nhà tiên tri Habacuc theo thể thi ca. Lạy Đức Giê-hô-va, con đã nghe danh tiếng Ngài, nên con kính sợ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, giữa năm tháng vần xoay, xin Chúa phục hưng công việc Ngài và tỏ cho mọi người biết. Trong cơn giận, xin Chúa nhớ xót thương. Đức Chúa Trời đến từ Thê Man, Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. Vinh quang Ngài bao phủ các tầng trời, lời ca ngợi Ngài vang vọng khắp đất. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ tay Ngài. Đó là nơi ẩn giấu quyền năng Ngài. Ôn dịch đi trước Ngài, tai họa theo sát bước chân Ngài. Ngài đứng, làm rung chuyển quả đất. Ngài nhìn, làm cho các dân tộc run rẩy. Các núi vàng cổ đều tan nát, các đồi nghìn thu đều sụp xuống. Đường lối Ngài vẫn giống như xưa. Còn thấy các liều của Cushan bị hoạn nạn, các màn trại của đất Madian lung lay. Lạy Đức Giê-hô-va, phải chăng Ngài nổi giận với các sông? Phải chăng cơn thịnh nộ Ngài nghịch với các suối? Có phải sự giận dữ Ngài nổi lên nghịch với biển, khi Ngài cưỡi ngựa với chiến xa để giải cứu chăng? Cùng Ngài đã lấy ra khỏi bao, lời thề cùng các bộ tộc là chắc chắn. Ngài rẽ đất ra làm cho sông tuôn chảy, các núi thấy Ngài đều sợ hãi, các dòng nước chảy xiết cứ cuồn cuộn chảy. Vực sâu gào thét và giơ tay lên cao, mặt trời, mặt trăng đứng yên tại chỗ vì sự chói sáng của những mũi tên Ngài và tia chớp của ngọn giáo Ngài chiếu ra. Trong cơn giận, Ngài tuần hành trên đất. Trong cơn thịnh nộ, Ngài dày đạp các dân. Chúa đi ra để giải cứu dân Ngài, để giải cứu người được sức dầu của Ngài. Ngài đánh trọng thương đầu kẻ ác, phá tan nhà nó, phơi trần từ nền đến cổ. Ngài lấy giáo nó đâm đầu lính chiến nó, chúng kéo đến như giông bão để làm tôi tan tác. Chúng hả hê khi ăn nuốt kẻ khốn cùng trong nơi ẩn trốn. Ngài cưỡi ngựa đi trên biển, trên các dòng nước lớn đang sôi bọt. Nghe những điều này, toàn thân con run rẩy, môi con run cầm cập, xương con như sắp mục nát và bước chân con lảo đảo.
cần phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến tấn công chúng con. Tin cậy và vui mừng giữa nghịch cảnh. Cho dù cây vả sẽ không nứt lọc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu, chúng con bước đi trên các đỉnh cao. Viết cho người điều khiển dàn nhạc đàn dây.